Khải xin chào tất cả các bạn. Trong vài phút nữa, Khải xin chia sẻ với các bạn chính cái quyền lợi các bạn sẽ được nhận khi các bạn tham gia vào cái ngành kinh doanh hệ thống. Cái quyền lợi thứ nhất là một cái môi trường phát triển. Để một cái tổ chức thành công trong cái lĩnh vực kinh doanh hệ thống, họ phải cung cấp cho các bạn một cái môi trường phát triển vững chắc, cùng với những cái hướng dẫn và những cái chương trình đào tạo nhằm giúp cho các bạn phát triển bản thân, cũng như có thể giúp cho các bạn trở thành một cái nhà lãnh đạo phù hợp cho thế giới mới. Cái quyền lợi thứ hai là được học nhiều cái kỹ năng quan trọng. Trong số các kỹ năng, bạn sẽ được học ba cái kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống và kinh doanh, đó là kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và đặc biệt nữa là một cái kỹ năng lãnh đạo. Tại vì ba cái kỹ năng này sẽ giúp cho các bạn có thêm tầm ảnh hưởng với cộng đồng và xã hội. Cái quyền lợi thứ ba là không cần có kinh nghiệm. Bạn được vừa học và vừa làm. Đây là công việc duy nhất mà bạn có thể kiếm được tiền trong lúc đang còn học nghề. Cái quyền lợi thứ tư là một cái quyền lợi ai cũng thích, đặc biệt là những người đã từng kinh doanh lớn. Cái quyền lợi ích từ kinh doanh. Bạn sẽ có tất cả lợi ích như một người chủ doanh nghiệp, nhưng không phải đau đầu lo lắng về các vấn đề rủi ro của một chủ doanh nghiệp. Thí dụ như là vốn đầu tư lớn nè, sự thay đổi và cải tiến của những cái sản phẩm mà các bạn đang kinh doanh nè, hay là những cái nhức đầu lăn tăn của kế toán, những cái gì mà liên quan tới kế toán rồi pháp lý rồi giấy phép, đặc biệt là những cái mà kiện tụng trong cái ngành kinh doanh. Cái quyền lợi thứ năm là cơ hội làm giàu nhanh. Nếu các bạn làm việc chăm chỉ, thông minh, đúng đắn, kinh doanh hệ thống có thể là một trong những con đường nhanh nhất để có được tự do về thời gian và tài chính. Cái quyền lợi thứ sáu là tự do tài chính. Kinh doanh hệ thống cho phép các bạn chủ động trong công việc, làm việc tại nhà. Và cái ngành nghề này đã giúp được rất là nhiều người đạt được tự do tài chính và thành công, và hơn bất kỳ cái ngành nghề nào trên thế giới. Cái ngành nghề thứ bảy, xin lỗi, cái quyền lợi thứ bảy là cái thu nhập liên tục. Nếu các bạn làm việc chăm chỉ, thông minh và đúng đắn, bạn không phải luôn luôn có mặt làm việc để kiếm tiền. Bạn có thể rời xa công việc của mình trong nhiều tháng mà vẫn có thể kiếm được tiền. Điều này sẽ xảy ra khi bạn xây dựng được một cái đội nhóm, một cái tổ chức có nhiều nhà lãnh đạo giỏi như những người kế nhiệm bạn. Cái quyền lợi thứ 8 là thu nhập không bị giới hạn. Không giới hạn khả năng kiếm tiền của bạn, đặc biệt là trong cái thời điểm hiện tại, thế giới đã rất là phẳng, công nghệ Internet rất là tân tiến. Chúng ta có thể kết nối và giao tiếp với mọi người trên thế giới này miễn phí. Chúng ta không còn bị giới hạn trong sự kinh doanh, cho nên chúng ta không bị giới hạn thu nhập. Là cái quyền lợi thứ 9 là cái quyền lợi cho những người đã làm cha, làm mẹ. Là cái quyền lợi kế thừa. Cái quyền lợi kế thừa hay là cái quyền lợi gọi là chuyển nhượng. Kinh doanh hệ thống là một doanh nghiệp mà một người có thể kinh doanh bền vững, và sau này họ có thể chuyển nhượng lại cho gia đình, con cái, và thậm chí là họ có thể bán được. Đây là chính cái quyền lợi mà anh chị sẽ được nhận khi anh chị tham gia vào cái ngành kinh doanh hệ thống.